Ở tập trước, Sinbad được những người săn kim cương đưa về vương quốc của họ. Tại đây, chàng đã gặp quốc vương nước Bát-ra rồi kể lại câu chuyện mình đã trải qua. Quốc vương thán phục Sinbad, liền gả công chúa Lyda cho chàng. Nhưng Sinbad không thể ngờ được, luật của nước này là nếu một trong hai vợ chồng ai chết trước thì người còn lại cũng sẽ bị chôn sống theo. Không bao lâu sau, dù Sinbad không muốn, nhưng cuối cùng công chúa Lyda cũng lâm bệnh rồi qua đời. Kính xin quốc vương, ngài hãy thay đổi quy luật, vì luật này rất khắc nghiệt. Phò mã à, ta không thể nào phá bỏ luật lệ của tổ tiên ta được đâu. Ngài cứ xem như là con không phải là người của vương quốc này, mà thật sự con là người từ nơi khác đến đây mà, thì làm sao chịu quy luật này được? Ta cũng cảm thấy như vậy, nên mới ra thêm một quy định. Hễ người được chôn sống theo mà trong 10 ngày vẫn không chết, thì được thả và trả tự do. Ngài Sinbad à, tôi rất tiếc không thể làm bạn với ngài được lâu hơn. Và tôi cũng thành thật xin lỗi vì đã đưa ngài đến đây. Không, tôi không trách gì ông cả. Nhưng tôi làm sao có thể sống sót trong 10 ngày đây? Trong chiếc rương đó chứa vàng bạc châu báu để ngài đem đi lên trời, và 3 chiếc bánh to đủ dùng trong 3 ngày. Hoàng tài công chúa cũng đựng đầy châu báu. Không ai có thể sống sót dưới hang sâu để mặc tự do đâu. Vĩnh biệt ngài Sinbad. Không ngờ tình duyên của ta với nàng lại ngắn ngủi như vậy. Ta không thể nào sống tại đây mãi được, mà phải tìm mọi cách trở về quê hương. Nàng cứ ở đây yên nghỉ, cho ta lấy áo choàng của nàng đem đi thôi. Ta không tin vực sâu này không có lối ra. Ta sẽ đi theo dòng nước suối chảy mà tìm cách thoát ra khỏi đây. Thế là Sinbad men theo bờ suối đi mãi. Có nơi hang đá xuống thấp, chàng phải bò trườn qua. Trên đường đi, Sinbad dừng lại, nhảy xuống suối bắt cá rồi nướng ăn. Chàng không gặp thú vật nguy hiểm nào, chỉ có những loài vô hại như khỉ, sóc, diếm thỉnh thoảng phóng ra làm Sinbad giật mình. Nè chú sóc, ta biết là ngươi đói rồi phải không? Lại đây ăn đi. Chắc chắn rằng những người bị chôn theo trước đó có người đã vượt thoát được bằng con đường này, nhưng ta không biết đã ra khỏi vương quốc Bát-ra này chưa đây. Không biết trái này có ăn được hay không, ta chẳng thấy có con chim nào ăn nó cả. Thôi kệ, ta đang đói, ăn thử một quả xem sao. Cảm ơn chú sóc nhỏ nha, nhưng mà trái này lạ quá, không biết ta có ăn được hay không đây. Thôi kệ, cứ ăn đã, sẽ có thánh Ala che chở cho ta. Trái chín này sao mà kỳ lạ quá, ta không thể cử động nổi. Con sẽ theo cha mẹ đây. Tiếc rằng con không còn được gặp mặt anh đủ 3 lần nữa. Sinbad nằm như chờ đợi cái chết đến với mình. Ít phút sau, con sóc chạy đến gần Sinbad. Nó ngửi ngửi vào người chàng. Bất chợt Sinbad mở mắt, con sóc liền quay người bỏ chạy. Sinbad cười rồi ngồi bật dậy. Chàng giơ tay định chụp lấy con sóc, nhưng nó chạy nhanh làm Sinbad cố đưa bàn tay giới theo. Không ngờ cánh tay của chàng tự vươn dài ra và chụp lấy con sóc một cách dễ dàng. Nè chú sóc nhỏ, tại sao tay của ta lại có thể vươn dài đến vậy được? Trái đó là trái gì vậy? Vậy là ngươi muốn cho ta ăn trái này thì tay cũng sẽ dài ra, đúng không? Không biết là trái gì cả, ta tạm đặt tên nó là trái cao su vậy. Dù sao thì ta cũng cảm ơn sóc nhỏ nha.
Sóc con à, đưa ta tới đây thôi. Ở đây rừng chính là nơi của chú, hãy quay về đi. Sinbad dùng những viên kim cương của mình để đổi hàng hóa. Không ngờ tại đây chàng gặp lại thuyền trưởng Mohammed. Tuy nhiên thuyền trưởng lại chưa nhận ra Sinbad. Nè ông bạn kia, có muốn làm công khuân vác không? Ta sẽ trả công cho ông đầy đủ. Ông trả công tôi đầy đủ thế nào đây? Khiêng vác mấy thùng hàng đó xuống đây. Nhưng mà tôi muốn biết tiền công ông trả tôi là như thế nào? Không phải hàng đó của tôi, mà là của một thương nhân chẳng may qua đời. Tôi có nhiệm vụ canh giữ và trao đổi mua bán kiếm lời. Kiếm lời từ hàng hóa của người ta sao? Tới cảng nào tôi cũng trao đổi mua bán hàng hóa của người đó để xin lời, rồi giao trả lại cho thân nhân của họ. Tôi đã giao trả hết, nhưng chỉ còn lại một người. Người nào ông cũng làm vậy hết sao? Đúng vậy, thương nhân mất tích hay qua đời tôi cũng đều làm như vậy. Nhưng sao ông bạn hỏi nhiều quá, có làm hay không? Tôi cần trao đổi hàng hóa đó. Hàng hóa đó là của ai? Của ngài Sinbad, thương nhân thủ đô Baghdad.